Minh Hằng và tổng thiệt hại cho lễ cưới, bao trọn gói ăn ở cho khách mời, váy cưới sương sương vài trăm triệu. Lễ cưới của cô dâu tháng 6 Minh Hằng đã diễn ra trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Hôn lễ của nữ ca sĩ cùng ông xã doanh nhân Quốc Bảo đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh visual cô dâu chú rể cùng dàn khách mời khủng của Vbiz, những yếu tố ngoài lề lễ cưới cũng được quan tâm không kém. Minh Hằng đã không tiếc tiền khi đầu tư mạnh mẽ cho ngày vui của mình. Có lẽ chính vì thế mà nhiều cư dân mạng đều không khỏi thắc mắc, cặp đôi hot nhất tháng 6 đã chi tiêu cho đám cưới hoành tráng của mình như thế nào. Với sự nổi tiếng và chịu chơi, không khó hiểu vì sao Minh Hằng luôn ưu tiên lựa chọn những dịch vụ tốt nhất và sang chảnh bậc nhất cho ngày vui của mình. Cô luôn biết cách làm hài lòng khách mời, cũng như không tiếc khi tạo thêm nhiều sân chơi hoành tráng để đồng nghiệp có thể giải stress. Nàng dâu tháng 6 đã lựa chọn khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất thành phố Vũng Tàu để làm địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo chia sẻ từ những người có mặt tại buổi lễ, chi phí đắt đỏ cho một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn với phòng 2 người tại đây có giá là 5 triệu đồng. Không những vậy, Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã hết lòng chiều chuộng khách mời khi thậm chí đã bao trọn gói các dịch vụ tại địa điểm này. Được biết, số lượng khách mời đến tham dự tiệc cưới của nữ ca sĩ lên đến con số 300 người. Cô nàng còn thể hiện sự chỉnh chu khi cẩn thận chuẩn bị những món quà chào mừng giá trị cho các khách mời khi đến tham gia tiệc cưới. Chỉ với chi phí ăn ở dành cho những người tham dự cũng đã lên đến con số hơn 800 triệu đồng. Thậm chí, con số này còn chưa bao gồm đến các chi phí phát sinh khác. Đáng chú ý, trong ngày vui của mình, bé Heo đã diện những bộ trang phục lộng lẫy nhất để có thể trở thành một bông hoa xinh đẹp như cô mong muốn. Nữ ca sĩ đã đầu tư hai bộ váy cưới trong ngày cử hành hôn lễ. Theo như chia sẻ từ thương hiệu mà cô dâu tháng 6 lựa chọn, mẫu váy trắng tinh khôi đầu tiên với thiết kế là họa tiết 3D tinh xảo, được ước tính có giá 16.000 đô, tương đương hơn 371 triệu đồng. Chưa kể đi cùng với chiếc váy cưới sang trọng ấy là mạng che mặt trị giá 4.900 đô, gần bằng 114 triệu đồng. Thêm vào đó, bộ thứ hai của giọng ca Một Vòng Trái Đất được thiết kế với kiểu đuôi cá điệu đà, tôn trọng đường cong cơ thể đầy quyến rũ của người đẹp. Với mẫu váy này, Minh Hằng đầu tư sương sương 4.830 đô, khoảng 112 triệu đồng cho trang phục và 590 đô, 14 triệu đồng cho tay áo hoàn hòa để biến cô thành một nàng công chúa. Có thể nói, chỉ với hai mẫu váy cưới lộng lẫy của Minh Hằng trong ngày vui đã lên đến con số gần 600 triệu đồng, chưa kể trang sức và phụ kiện đi kèm. Cộng thêm việc cặp đôi đã chiêu đãi dàn khách mời những của ngon vật lạ, kèm theo những quà tặng hấp dẫn hậu tiệc cưới, thì tổng thiệt hại mà cả hai phải chi trả đã vượt con số bạc tỷ. Được biết, lễ cưới của ca sĩ Minh Hằng và bạn trai doanh nhân Quốc Bảo đã diễn ra trong không khí tưng bừng sôi động nhưng đầy sự riêng tư. Trong ngày trọng đại của mình, để đảm bảo an ninh cho những người có mặt tại buổi lễ, Minh Hằng cũng đã chi trả khoản tiền lớn cho an ninh và các khâu vui chơi ca nhạc ngoài trời. Chính vì thế, để có thể tính toán chính xác con số mà chủ sĩ đã đầu tư thì cũng rất gì và này nọ. Trong một lần phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ, một nửa của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ. Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm hoạt động showbiz sôi nổi, thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Anh tên Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là phó tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại sơ, chỉ là nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên hai doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.